Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý. Hé lộ ngày cuối ở Anh Trai Trong Gai, Bùi Công Nam ôm Duy Khánh hỏi một câu. Tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng thu hút sự theo dõi của khán giả. Trong tập này thì hai nhà lớn đã bàn bạc chiến thuật để có đội hình thi đấu từng vòng ở công diễn năm. Đây cũng là công diễn cuối cùng trong chương trình trước khi bước vào đêm chung kết. Sau thời gian dài đồng hành thì đã đến lúc các anh tài chuẩn bị nói lời chia tay. Cuối tập 12 vừa qua cũng đã hé lộ tình cảnh của dàn anh tài trước một ngày dọn khỏi ký túc xá. Căng nhất tập 12 Trong Gai, Phan Đình Tùng phản ứng gắt chỉ vì một yêu cầu của cây trần. Theo đó, ban tổ chức đã chuẩn bị căn phòng bất ngờ khi tổng hợp tất cả những khoảnh khắc của các anh tài trong suốt thời gian tham gia chương trình. Nhìn lại khoảng thời gian nhiều kỷ niệm, các anh tài vừa bất ngờ cũng không khỏi bồi hồi. Bước vào căn phòng, BB Trần ôm Liên Bỉnh Phát, gương mặt không thể che giấu cảm xúc tiếc nuối. BB Trần chia sẻ không thể tin là 3 tháng đã trôi qua rất nhanh và không nỡ tạm biệt các đồng nghiệp. Trong khi đó thì Bùi Công Nam cũng ôm lấy Duy Khánh và hỏi: "Mình sắp rời ngôi nhà này rồi, em có gì nói với anh không?" Còn Trang Trọng Hiếu thì vô cùng xúc động khi được Thiên Minh cho xem khoảnh khắc đầy kỷ niệm trong khoảng thời gian qua. Các anh tài khác ai cũng rưng rưng không nói lời tạm biệt nhau. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 bắt đầu lên sóng từ cuối tháng 6 năm 2024. 33 anh tài đã đi đến đêm công diễn năm và thực tế thì đêm chung kết của chương trình cũng đã được ghi hình xong. Trong suốt 3 tháng vừa qua, chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục hoành tráng với sự đầu tư kỹ lưỡng. Ban đầu khán giả lo lắng về dàn cast quy tụ nhiều gương mặt ở các thế hệ khác nhau sẽ thiếu sự kết nối. Tuy nhiên trong thời gian qua thì chương trình cho thấy sự hấp dẫn nằm ở chất lượng âm nhạc, sự gắn bó mạnh mẽ của các anh tài chứ không nằm ở yếu tố drama. Nhóm các anh tài thành đoàn và người chiến thắng sắp tới sẽ được hé lộ. Sau đó dàn sao sẽ chuẩn bị đổ bộ đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào tháng 10 sắp tới. Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ được diễn ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 10. Theo công bố từ ban tổ chức, dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt trong đêm concert đặc biệt này bao gồm Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, SD Sơn Thạch, Jun Phạm, Remastic, Phạm Khánh Hưng, Huy A, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, Strong Trọng Hiếu, Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Cây Trần, Binzy, Hồng Sơn và Sobin Hoàng Sơn. Riêng Tăng Phúc sẽ vắng mặt trong concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vì lịch trình cá nhân không thể tham gia. Sau khi công bố sơ đồ và các hạng vé không lâu, đúng 11 giờ ngày 27 tháng 9, ban tổ chức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức mở cổng bán vé concert. Với sức ảnh hưởng của chương trình đã gây bão trong thời gian qua, chỉ sau 90 phút mở bán, toàn bộ các hạng vé đã chính thức sold out hết vé. Trước đó cũng chỉ khoảng 30 phút mở bán thì toàn bộ các hạng vé như XVIP 3 8 triệu và Phát Tài Tinh Tú 1,2 triệu cũng bốc hơi nhanh chóng. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.